bạn ơi, bây giờ là ngày thứ hai của mình. Còn bây giờ cả nhà mình đi bơi. Đi bơi, đi bơi, đi bơi thôi nào. Get go. Nhà mình ở tầng 7. Thật, mình cũng nói thật. Em xuống tầng 1 đây. Tầng 1 tòa, tòa 1. Sang tòa 1. Xong rồi bơi ở tầng 1. Đây, thang máy. Thang máy đây. Thang máy của mình đây. Chào các bạn đi. Đây luôn. Đi, đi vào thang máy thôi anh em. Đẹp quá. Đẹp quá. Có ra bơi được không? Ra bơi chỗ này được không? Con muốn bơi chỗ này. Ra biển à? Không, con muốn bơi chỗ này. Đúng rồi à? Cầu thang đằng kia chứ. Các bạn ơi, hồ bơi đây này. Con thích tắm ở đây. Tắm đây. Cho em đeo phao ở chỗ này sâu á. Xong. Bố. Cái này là nước mặn đấy anh ạ. À, cái này là nước mặn đấy. Giờ là nước ngọt nhưng mà bố em thả muối vào anh ạ. Không muốn tắm. Làm việc thì làm cả năm. Còn nghỉ hè chỉ có 3 tháng thôi. Mùa hè mà không đi biển là mày đang chống lại mẹ thiên nhiên đấy. Thôi, nghe tao. Tới bến đi. Người ta chỉ bảo đi làm khổ quá, chứ có ai bảo đi chơi khổ quá bao giờ đâu. Thời gian qua đi, buồn bề nhiều lần suy nghĩ. Đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu vội vàng tìm mà không thấu. Thôi dừng làm chi rồi lại đi. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì. Ngày tháng sao vội đi đôi khi không nhớ. Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô. Nhưng bây giờ bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ. Cành lá sao lặng im như tôi không mong cho ta bao nhiêu năm nữa. Có lẽ bao nhiêu đây thôi cho ta nhìn thời gian trôi. Không sợ đâu. Không quan nhảy cầu hôm nay không dám nhảy à? Có phao sợ cái gì? Con ngồi cho con ngồi xuống, con ngồi xuống, con ngồi xuống. Đấy con đi ra từ từ. Con nhớ chưa?
Ghê 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 chưa, ghê chưa? Ghê chưa? Nắng quá. Nhìn bên bên kia đi. Cũng tẩy quá. Chưa. Bố trắng. Cứu con kìa, cứu con kìa. Cứu con kìa, cứu con kìa. Các bạn ơi, ở đây mình sẽ ăn buffet. Mình đi vào trong đây, đây quán ăn. Có ăn cái gì, có ăn cái gì? Bánh cuốn hả? À? Tí để mẹ lấy cho mình cuốn cho con nhé. Ăn xong là đi đâu con? Đi đâu con ạ? Lại đi bơi hết. Lại đi bơi tiếp. Nhớ mà một giờ về. Ở nhà không có anh Quấn sao nên lên hai thằng mỗi tháng mới đi anh Quấn. Để ăn các gì ghế. Mày có ăn bơi chứ ăn lại. Thank you.
giới thiệu các bạn, đây là Nui Nui Nui. Khu vui chơi. Bây giờ mình sẽ vào khu vui chơi xem có cái gì. Không, anh bảo anh mới biết xem nó có cái gì cơ. Mới chơi có biết đâu. Mới chơi chưa biết gì. Nó mở cửa. Ui. Các bạn ơi, VR Gamer Park. Wow. Mình vào chơi. Mùi thơm này còn rất xanh. Wow. Không biết gì. Bây giờ mình sẽ chơi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xong rồi mình tiếng nhạc su. Đây là trò lên đi thuyền. Trò này bấm bấm bấm. Trời bấm này. Đây trò này bấm này. Sao đáng thế? Còn trò này cho câu cá. Trò này cho gấp gấu bông. Trò này đập ếch. Còn trò này cho bóng rổ. Bóng rổ. Cho bóng rổ. Trò cho phun nước. Trò phun nước. Trước tiên mình chơi mình phải mua vé. Cô mua 3 lượt chơi. Rồi. Cô ơi, cho con mua 3 vé để chơi cái ô tô ở kia kìa. 3 vé. Vâng, ba vé. Mình chơi. Sướng quá. Nhiều xu quá. Con lấy giúp con à? Để con lấy nha. Chưa lấy, tía con lừa lấy. Tía cô cho. Tía phải lấy. Con cầm tiền đấy. Con lên chơi đi, con lên chơi đi với em. Ơ! Ah!
Ai để hồ con đây? Trời ơi! Đi xe, đổ lại bãi đua xe. Sợ quá. Khủng khiếp, kiểu này kiểu gì cũng tấp hạn cơ, tấp đồng bào. Tiên chơi vào rồi. Đúng là con trai của ta. Ơi, các bạn ơi, ở chỗ này vui lắm. Chỗ này tận 17 tầng. Wow, 17. Tầng thật là cao. Bây giờ thì mình chuẩn bị về rồi. Hẹn các bạn vào video lần sau. Bye bye. See you again. Bye bye. Mai mình về đây. Bye bye, cho mình một nút subscribe với lại nút like. Tim.